Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 7, ngày 19 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 1 âm lịch, ngày Quý Mão, cụ thể như sau. Tuổi xung ngày, Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão. Tuổi hợp trong ngày, ngày Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Đông Nam và hướng Tây Bắc. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý bị tương hình cản trở nên vận trình ngày thứ 7 ngập tràn biến động bất lợi. Bạn có thể xảy ra tranh cãi với những người xung quanh vì nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là do quan điểm và cách thức làm việc trái ngược nhau. Đôi bên có những nhìn nhận vấn đề khác biệt nhưng lại không có sự dung hòa, hỗ trợ lẫn nhau nên mâu thuẫn rất dễ hình thành trong quá trình làm việc chung. Điều này khiến cho hiệu suất sụt giảm, cấp trên tỏ rõ sự không hài lòng với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của cả hai bên. Thủy sinh xuất cho mộc còn khiến cho tình cảm nhiều rạn nứt. Thực tế, mối quan hệ của hai người sẽ tốt hơn nếu tuổi bạn và đối phương dành khoảng thời gian riêng tư cho nhau thay vì thân ai nấy lo như hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, vận trình ngày thứ 7 ngập tràn biến động bất lợi. Tử vi tuổi Bình Tý, Thủy, có thể xảy ra tranh cãi với những người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, quá trình làm việc chung gặp nhiều mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, cần có thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, tình cảm rạn nứt nên dành thời gian cho nhau. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, thìn, thân. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, tuổi Sửu rất dễ đụng độ tiểu nhân trong ngày bị thiên quan tác động. Bạn cảm thấy mình đang bị lợi dụng công sức nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng để vạch mặt kẻ đó, chỉ đang bấm bụng tìm cơ hội thích hợp. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà lãng phí thời gian vô ích, bỏ bê công việc quan trọng, hãy cứ tập trung làm tốt việc của mình. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng gặp khá nhiều sóng gió, bạn và người ấy thường xuyên cãi vã về những vấn đề nhỏ nhặt. Cả hai nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, xem liệu mối quan hệ này có thể còn được tiếp tục hay không. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, dễ đụng độ tiểu nhân, bị lợi dụng công sức. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, chưa lãng phí thời gian cho những điều không đáng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, cần tập trung làm tốt công việc hiện tại. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chuyện tình cảm trong ngày gặp nhiều sóng gió. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đôi lứa thường xuyên cãi vã về vấn đề nhỏ nhặt. Con số may mắn 0, 3, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, mùi, thân. Tử vi tuổi Dần, có tam hội tương trợ, người tuổi Dần đón một ngày tươi vui, có nhiều thông tin tốt lành. Con giáp này đạt được những bước tiến tốt hơn nhờ sự quyết tâm và dứt khoát khi lựa chọn mục tiêu hướng đến. Hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể đi tới thành công nhanh hơn. Hôm nay cũng là ngày mà bạn gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Nhờ được quý nhân che chở nên thu nhập trong ngày ổn định, không phải lo lắng quá nhiều. Nhân cơ hội này, bạn nên tận dụng lợi thế sẵn có để gia tăng thu nhập cho mình, cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhờ ngày Dần Mão tương hội nên vận trình tình cảm của con giáp này ngày càng thăng hoa. Bản mệnh và đối phương chịu dành nhiều thời gian để tìm hiểu và lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Dù đôi lúc vẫn tồn tại xung khắc, nhưng điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều muốn vun đắp cho mối quan hệ này và dành hoàn thiện những khuyết điểm trong mắt đối phương. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, đã được bước tiến lớn nhờ sự quyết tâm và dứt khoát. Tử vi tuổi Bình Dần, Hòa, nỗ lực nhiều hơn nữa để đi tới thành công nhanh hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, quý nhân che chở, thu nhập trong ngày ổn định. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, nên tận dụng lợi thế sẵn có để gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, vận trình tình cảm ngày càng thăng hoa. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dần, Mão, Mùi. Tử vi tuổi Mão, người tuổi Mão đón vận trình khởi sắc, nhất là đường tài lộc khi có thực thần đứng bóng trong ngày hôm nay. Người buôn bán kinh doanh có một ngày, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ.
Hôm nay cũng là ngày bạn giải quyết được những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội để người tuổi Mão xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho công việc của bạn trong hiện tại cũng như tương lai sau này. Trong ngày này, vị trí của Thái Thần ở hướng Nam, phía trong phòng, dương và cửa phòng Thái Phụ. Do đó, không nên di chuyển vị trí đồ đạc hay tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo tại đây. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, vận trình khởi sắc, tài lộc tăng vọt. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, hợp tác làm ăn suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, giải quyết được những vấn đề trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, có nhiều cơ hội xây dựng quan hệ xã giao mới. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, doanh thu từ buôn bán kinh doanh tăng cao. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tương trắng, tím, quý nhân phù trợ, mùi, dậu. Tử vi tuổi Thìn, ngày Mão Thìn tương hại, tuổi Thìn cần chú ý trong giao tiếp với mọi người. Bạn có thể góp ý nếu thấy việc gì đó không phù hợp, nhưng chớ nói một cách thẳng thừng, hãy chọn lối diễn đạt uyển chuyển và khéo léo hơn. Bạn càng tỏ thái độ chỉ trích gay gắt thì sẽ càng khiến cho sự việc bị đẩy đến mức cao trào, gây tranh cãi mà công việc chung cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, mọi người cũng có thể nhìn nhận sai lệch về con người bạn, rất bất lợi cho con đường tiến thân sau này. Ngũ hành mộc thổ xung khắc có thể là nguyên nhân khiến tình cảm gia đình có phần bất ổn, khiến con giáp này cảm thấy buồn lòng. Nhìn bên ngoài tưởng chừng mối quan hệ không có gì, nhưng chỉ người trong cuộc mới thấy sóng gió, nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, cần chú ý trong giao tiếp với mọi người. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, nên chọn lối diễn đạt uyển chuyển và khéo léo. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nên tránh thái độ chỉ trích gay gắt. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, buồn phiền vì tình cảm gia đình bất ổn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, nhiều nỗi niềm, không biết tỏ cùng ai. Con số may mắn 6, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tương nâu, trắng, quý nhân phù trợ, dần, thìn. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày, tài lộc khởi vượng là điểm sáng của người tuổi Tỵ trong ngày được chính tài độ mệnh như hôm nay. Tình hình tài chính tiến triển nhanh chóng, mọi việc thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của những người bạn và những người chiến hữu. Những cơ hội kiếm tiền đều trở nên dễ dàng hơn với con giáp này. Khó khăn cũng có người đứng ra cùng gánh vác và san sẻ. Tiền bạc rủng rỉnh, bản mệnh có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Mộc sinh hòa còn giúp hàn gắn những rạn nứt tình cảm trong mối quan hệ của người tuổi Tỵ và người ấy. Đôi bên đều nhận ra vấn đề xuất phát từ bản thân nên mới để hiểu lầm xảy ra như trước đó. Quan trọng là hai bạn đều trân trọng mối quan hệ này nên sẽ tự động thấu hiểu cho người kia. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, tài lộc khởi vượng, tài chính tiến triển nhanh chóng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, mọi việc trở nên thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, nhiều cơ hội kiếm tiền, khó khăn có người san sẻ. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu và mua sắm. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, hàn gắn được những rạn nứt trong tình cảm. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tương đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi. Tử vi tuổi Ngọ, Mão Ngọ tương phá khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn đối với người tuổi Ngọ trong ngày này. Bạn dễ bị kẻ tiểu nhân gây cản trở, ngáng đường, rất nhiều tình huống phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát. Liên tục có sự cố khiến cho bạn cảm thấy vô cùng bất lực và mệt mỏi khi mọi thứ không được như mong muốn. Càng những thời điểm như này thì bạn càng phải cố giữ được sự bình tĩnh mới có thể suy nghĩ thấu đáo. Càng vội vàng thì càng làm cho mọi việc rối tung hơn, nhất là các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh cần phải giữ được tinh thần tỉnh táo mới có thể đưa ra được những quyết định sáng suốt. Ngũ hành tương sinh lại đảm bảo cho bạn mối quan hệ tình cảm bền vững khi niềm tin dành cho nhau rất lớn. Dù thời gian dành cho công việc và cuộc sống chiếm khá nhiều, nhưng hai người vẫn luôn nghĩ tới đối phương và dành những điều tốt đẹp nhất cho nửa kia của mình. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, mọi việc trở nên khó khăn hơn, dễ bị tiểu nhân cản trở. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, nhiều tình huống phát sinh ngoài tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, cảm thấy bất lực và mệt mỏi khi có sự cố xảy ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, cần phải giữ tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, niềm tin giúp cho mối quan hệ tình cảm thêm bền vững. Con số may mắn 6,
Không, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, da cam, quý nhân phù trợ, thân, tuất. Tử vi tuổi Mùi. Nhờ cục diện tam hợp thái tuế nên vận trình tình cảm của người tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này vô cùng tươi sáng, nhiều cơ hội mở ra. Còn giáp này nếu vẫn đang độc thân sẽ tìm được mối nhân duyên tốt đẹp qua những lời giới thiệu mai mối của người thân hay bạn bè. Người đã có gia đình thì nên dành nhiều thời gian hơn cho một nửa yêu thương. Tình cảm vợ chồng đã được thời gian khẳng định, song vẫn cần được vun đắp hàng ngày. Nếu bản mệnh và người ấy biết quan tâm, chăm sóc cho nhau thì chẳng lo thứ gì có thể phá hủy hạnh phúc gia đình. Cát khí hôm nay còn mang tới cho người tuổi Mùi tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Con giáp này tìm được mối hàng tốt lại có thêm nguồn vốn tài trợ nên không có gì phải lo lắng nhiều. Chỉ cần bắt tay vào làm việc là sẽ thu về lợi nhuận không nhỏ. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, vận trình tình cảm tươi sáng, nhiều cơ hội mở ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, người độc thân có thể được giới thiệu mai mối. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, nên dành nhiều thời gian hơn cho một nửa của mình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, tình cảm vợ chồng cần được vun vén để bền chặt hơn. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, đón tin vui trong chuyện kinh doanh buôn bán. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ. Tử vi tuổi Thân, chịu tác động của ngũ hành xung khắc, vận trình tình cảm trong ngày của người tuổi Thân khó mà được thuận lợi như mong muốn. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, đây chính là sự thật mà bản mệnh cần chấp nhận để có thể bớt tổn thương và muộn phiền hơn. Với những người đã có gia đình, con giáp này cần học cách dùng hòa những điều khác biệt giữa đôi bên để hạn chế xảy ra bất đồng. Mọi việc sẽ càng diễn tiến theo chiều hướng xấu khi bạn để cái tôi của mình lấn át sự tôn trọng và yêu thương dành cho đối phương. Bù lại, công việc đang đạt được những bước tiến quan trọng nhờ nỗ lực bấy lâu của bạn. Kế hoạch khi áp dụng vào thực tế đều suôn sẻ và mượt mà. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, tình cảm khó thuận lợi như bản thân mong muốn. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, cần học cách dung hòa những khác biệt với nửa kia. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, đã được bước tiến quan trọng trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, kế hoạch áp dụng trơn tru vào thực tế. Con số may mắn 8, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng kim, trắng, quý nhân phù trợ Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dậu, cục diện tương xung dự báo, hôm nay công việc của người tuổi Dậu không ổn định và dễ gặp phải khó khăn. Để hạn chế những rủi ro có thể gặp phải, cách tốt nhất là bản mệnh luôn kiểm tra kỹ công việc của mình. Chỉ cần bạn xáo nhãng một chút thôi là sẽ tạo cơ hội để kẻ khác chen chân cướp mất vị trí đang có. Hãy bình tĩnh và giữ tinh thần tỉnh táo để giải quyết vấn đề một cách tốt nhất. Không có thành công nào dễ đạt được, vì vậy bản mệnh cần phải nỗ lực và quyết tâm nhiều hơn để theo đuổi mục tiêu của mình. Kim khắc mộc khuyên bạn nên đặt bản thân vào vị trí của người kia để có cái nhìn từ hai phía một cách chân thực và tích cực hơn. Đôi khi những cảm giác mà nửa kia của mình đang phải chịu đựng có lẽ sẽ tệ hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, công việc không ổn định và dễ gặp phải khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, cần luôn kiểm tra kỹ công việc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, một chút xao nhãng cũng dẫn đến những hậu quả nặng nề. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, luôn giữ tinh thần tỉnh táo để giải quyết vấn đề. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, nên đặt bản thân vào vị trí của nửa kia để suy nghĩ. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường bạch kim, ghi, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, thứ bảy này tuổi Tuất được lục hợp quý nhân che chở nên công việc của bạn khá thuận lợi và trôi chảy. Dù có cơ hội thăng tiến rõ ràng nhưng con giáp này không nên kiêu ngạo, tự mãn mà hãy tiếp tục làm việc thật chăm chỉ. Bởi có không ít người vẫn đang muốn chiếm đoạt cơ hội đó, chỉ cần bạn chủ quan thì người khác có thể vượt lên lúc nào không hay. Ngày nay, tình hình tài chính của bạn cũng không có gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên chú ý trong cách chi tiêu, chớ nên mua sắm quá tay, đặc biệt là dùng tiền bạc để giải tỏa những nỗi buồn trong cuộc sống. Tuy nhiên, mộc thổ xung khắc làm dấy lên những nỗi nghi ngờ, ghen tuông giữa con giáp này và nửa kia. Ở phía mình, bạn cũng nên xem lại cách thể hiện thái độ khi trò chuyện với người ấy, có thể mọi chuyện chỉ do hiểu lầm mà ra. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hòa, công việc thuận lợi và trôi chảy, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Bình Tuất, Thổ, trở nên tỏ ra kiêu ngạo, tự mãn khi có lợi thế hơn người. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, một chút chủ quan sẽ để cho người khác vượt qua.
Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, chú ý hơn trong cách chi tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, tình cảm lửa đôi có nhiều nỗi nghi ngờ, ghen tuông. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hàng ngày, tuổi Hợi sẽ có một ngày tốt đẹp nhờ tam hợp với địa chi ngày. Vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp trạng thái tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn. Vận trình tài lộc cũng rất tươi sáng, có giáp này không cần phải quá lo lắng về vấn đề tài chính, nhưng bản mệnh cũng phải vất vả mới có được số tiền mình mong muốn. Chính vì vậy, bạn nên quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được bằng cách sử dụng và chi tiêu chúng sao cho hợp lý. Thủy sinh mộc giúp nhân duyên khởi vượng bất ngờ, đào hoa nở rộ mang tới cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp cho những người độc thân. Tình yêu có thể đến bất từ nơi đâu vào lúc bạn không ngờ tới nhất, chỉ cần con giáp này mở lòng đón nhận. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, tài lộc tươi sáng, không phải lo lắng. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, nên quý trọng từng đồng tiền mình kiếm được. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nhân duyên khởi vượng bất ngờ, đào hoa nở rộ. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường đen, trắng, quý nhân phù trợ Thân, Tỵ. Đánh giá tử vi thứ 7 ngày 19 tháng 2 năm 2022 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Dần, tuổi Tỵ hay tuổi Mùi. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Thìn, con giáp tuổi Tý hay con giáp tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!